ngày 11 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, cầm tạm giam đối với Nguyễn Văn 77 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu L. T. Sinh ngày 25 tháng 9 năm 2013, là con gái riêng của bà Nguyễn Thị Sợ, 41 tuổi. Vào năm 2018, bà Sợ sống như hiền thê chồng với đàn ông và ở cùng nhà. Khoảng tháng 3 năm 2019, bà Sợ ra ở riêng, cách đó khoảng 30 mét. Còn ông ở một mình. Hàng ngày, tờ hay qua nhà ông chơi và gọi là ông nội. Từ tháng 7 năm 2019 đến ngày 4 tháng 10, ông lợi dụng sự ngây thơ thiếu hiểu biết của tờ, nhiều lần cho tiền và bánh kẹo để giao cấu với bé xíu tờ. Đến ngày 4 tháng 10, bà Sợ thấy con gái có thể hiện là nên gặng gỏi. Tờ đã kể lại sự việc. Tại trụ sở cảnh sát, ông đã thừa nhận hành vi phạm tội.